Hello, xin chào anh chị em nhà đầu tư. Thì mình là Tân đây. Thì hôm nay thì quay trở lại với chuyên mục review lại thị trường chứng khoán Việt Nam phiên ngày 11 tháng 10 2021. Thì thay mặt cho Miracle với chiếc team, mình xin phép được tổng quan lại thị trường chứng khoán Việt Nam phiên ngày hôm nay có gì đáng lưu ý, những cái mã cổ phiếu mà team mình đã khuyến nghị, triển vọng cơ hội nắm giữ gia tăng, và mục thứ ba là liên quan đến những cái mã cổ phiếu mà team mình đã nghiên cứu và cũng nhận định là nó sẽ có những tăng trưởng trong những phiên tiếp theo. Ok, thì quay lại với lại review phiên ngày hôm nay, thì quả thực là hôm nay thị trường đi lên trong ở vực. Mình cũng không ngờ là chỉ số VN Index hôm nay lại tăng trưởng một cách nó bùng nổ như vậy. Các bạn cùng xem nhé, cùng theo dõi cái chỉ số VN Index ngày hôm nay xem là có gì đáng lưu ý nhé. Đấy, ngay trong phiên thôi thì thị trường tăng đến 21,36 điểm, tương đương với thị trường dừng chân tại những ngưỡng điểm 1.394,09 điểm, rất là sát với lại ngưỡng điểm là 1.422, 1.425, cái mức đỉnh cũ. Tuy nhiên thì cái mức tăng này thì lại hơi quan ngại một chút là cái vol mua bán của nó lại không quá nhiều. Đấy, cái vol của nó không quá nhiều, chỉ số tăng nhưng mà không đồng thuận với vol. Chính vì thế mình nghĩ là nó cũng đang rất là tiềm ẩn những cái nguy cơ mà sợ rằng nó sẽ chỉnh, tại vì thị trường đã đi tăng trưởng liên tục rất là nhiều phiên, gần như là 7 phiên tăng trưởng như này, với một cái mức điểm tăng rất là đột biến đấy, khoảng 60 điểm, thì nguy cơ nó sẽ bị chỉnh là rất là cao. Tuy nhiên thì một cái điểm khá khá là đáng tích cực là những cái nhóm ngành dẫn dắt thị trường như ngân hàng hay là nhóm rổ VN30 hôm nay cũng quay trở lại với nhiều các mã cổ phiếu mà giai đoạn trước nó đã chỉnh rất là mạnh, như con CTG chẳng hạn, hay là Vinhome, thậm chí là những cái mã cổ phiếu như là VIX, họ nhà VIX ấy, đấy, Vri, Vingroup đều tăng rất là khỏe. Đấy. Và một cổ phiếu Blue ngành thép là Hòa Phát hôm nay cũng cho thấy một cái dấu hiệu tăng rất là tốt. Giai đoạn vừa rồi thì mình cũng đã phân tích trong những clip về trước, Hòa Phát thì quý 4 nó sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Thứ nhất là cái việc mà giá quặng đang giảm ở cái mức rất là thấp, khi mà nhu cầu sản xuất thép ở Trung Quốc đang không có nhiều. Đấy, họ đang bảo vệ môi trường, và cái vấn đề thứ hai là mất điện. Đấy, không có điện để sản xuất thì dẫn đến là quặng thép nó sẽ được hưởng lợi, là giá của nó sẽ tụt rất là sâu. Đấy, thì Hòa Phát họ đã stock, tức là họ đã tồn kho một cái lượng thép, quặng thép rất là lớn giai đoạn quý 3. Thêm nữa là khi mà kinh tế phục hồi thì thép, nhu cầu về thép cho phục vụ cho đầu tư công ấy, nó sẽ được tăng rất là mạnh, và vì thế thì Hòa Phát dạo gần đây thì họ đã tăng cái giá bán thép đầu ra tại thị trường nội địa cũng là tăng rất là liên tục, trong vòng một tuần nó đã tăng đến 2 lần. Đấy, thì Hòa Phát giai đoạn giá tầm 52 mình đã tư vấn cho các bạn là mua và để hold đến giá tầm 65, và thậm chí là giá 52 mình cũng đã bảo với các bạn là mua margin luôn. Đấy, tại vì cái mức độ chắc chắn của Hòa Phát là như vậy. Đấy, mặc dù Tây bán rất là nhiều nhưng mà Hòa Phát thì quý 4 của nó thì hưởng quá nhiều những cái thiên thời, nó làm cho dòng tiền thông minh không thể cưỡng lại được cái sự hấp dẫn của nó, và vì thế thì nó rất là khỏe. Giai đoạn này thì cái lời khuyên của mình, khi mà thị trường nó đã đi quá vùng RSI 70 đấy, đường trung hòa RSI ấy, thì các bạn nên hạ margin xuống. Những cái mã cổ phiếu mà thuần về đầu cơ ấy, thì nên hạ cái mức độ margin xuống, và để khi thị trường có những cú chỉnh chẳng hạn thì các bạn lại mua gia tăng để margin lại chẳng hạn, thì nó sẽ là an toàn. Đấy, là những cái kinh nghiệm của mình cũng sẽ mang lại tư vấn cho các bạn như vậy. Hôm nay thì khối nước ngoài họ mua dòng rất là khỏe đây. Họ mua đến 423,92 tỷ. Mua MRC. Đấy, MRC họ mua đến 214,25 tỷ. Đây là cổ phiếu rất tốt nha. Đấy, và với cái việc mà khối ngoại họ gom rất là khỏe con MRC như này thì cũng rất là tích cực. VRI cũng đang được gom, khối ngoại gom này, và nó đẩy cái nền giá lên rất là tốt. VRI thì đang hưởng những cái đồng pha giữa tự doanh này, nhà đầu tư cá nhân này, và cả khối nhà đầu tư nước ngoài, thì nó tăng rất tốt. Hay còn Vinhome, đoạn này nó đã tạo một cái
nền khá là chặt. Đây là một cổ phiếu rất tốt khi mà giai đoạn quý 4 của nó sẽ triển khai bán hàng rất mạnh, những cái đại dự án như cổ loa hay là những đại dự án khác của nó sẽ đưa vào diện gọi là triển khai mạnh và thu cọc ấy. Thì nó sẽ dự báo một cái lợi nhuận tốt quý 4 của Vinhome. Giai đoạn trước thì thị trường rũ chung cộng với lại việc lo bán cổ phiếu quỹ từ rất nhiều các khối nhà đầu tư ấy, làm cho cái việc mà giá của nó đao sâu thì là chuyện không tránh khỏi. Tuy nhiên thì giai đoạn này khi mà đã ổn định trở lại thì hoàn toàn có thể mua lại Vinhome. Đấy, thì con này các bạn nên cầm dài một chút, cầm đến có thể là đến cuối quý 4, thậm chí là đầu năm 2022. Đấy, thì mình nghĩ là sẽ có những kết quả rất là tốt. Đấy, Hòa Phát thì giai đoạn vừa rồi thì mình cũng đã đưa ra nhận định là hoàn toàn có thể chạm được ngưỡng giá 65, và nếu mà với một thị trường thuận như hiện tại thì hoàn toàn có thể chạm được mức giá 70. Tuy nhiên thì các bạn ở vị thế mua tốt thì có thể nắm giữ tốt hơn. Còn những anh chị nào mà mình mua ở cái vị thế mà giá không tốt ấy, khi mà thị trường mà chẳng may có biến động hay là có dao động về giá chẳng hạn, thì mình nghĩ là nên kiểm soát quản trị rủi ro, thế hạ thì trọng xuống và chờ những vùng giá hấp dẫn hơn để mọi người trung bình lại. Đây là những lời khuyên của mình khi mà chẳng may gặp một thị trường nó chỉ mạnh. Khối ngoại thì họ tiếp tục mua vào DCM và bán ra ở DBM. Đấy, một cái điều rất là dễ hiểu thì giai đoạn vừa rồi thì nhiều bạn hỏi mình sao DBM lại bị bán ra như vậy. Thì giai đoạn này thì DCM mình đánh giá là tốt hơn, tại vì họ là có được dây chuyền để xuất khẩu. Thêm nữa thì họ có rất nhiều các dây chuyền sản xuất khác đưa vào vận hành, bao gồm những nhà máy NPK đưa vào đúng cái vụ mùa đông xuân, thu đông đấy, thì nó là rất tốt cho cái kết quả kinh doanh của DCM. Một cái điều hạn chế là một số bạn có trao đổi với mình ấy, thì là con DCM này trong cái quý 4 này nó sẽ bảo trì bảo dưỡng máy móc, vì thế nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái công suất của DCM. Thì mình cũng trả lời rằng là thực ra là cái việc mà nhà máy họ đưa vào cái việc bảo trì bảo dưỡng thì đều có kế hoạch cả. Đấy, thì cái việc mà bảo trì như vậy thì không làm giảm quá nhiều công suất của họ. Như báo cáo của ban lãnh đạo mới đây ấy, thì nó chỉ làm giảm từ công suất 100% xuống còn 95% thôi, vì họ cũng đã stop một cái lượng hàng vừa đủ giai đoạn trước rồi. Đấy. Và thêm nữa là cái nhà máy Brunei của họ cũng sẽ đưa vào vận hành tháng 10. Đấy, họ có một cái nhà máy đặt tại Brunei nhé. Đấy. Có một cái nhà máy đặt tại Brunei. Việc nhà máy Ure tại Brunei sẽ chính thức hoạt động và cho ra sản phẩm vào tháng 10 năm 2021 sẽ gia tăng mức độ cạnh tranh giữa các nhà máy sản xuất trong khu vực Đông Nam Á và trực tiếp tác động đến thị trường xuất khẩu phân bón Việt Nam. Ok, thì cái việc mà đặt nhà máy ở Brunei này thì mình đánh giá là có hai cái tích cực. Việc thứ nhất là khi đặt tại Brunei. Đấy, Brunei thì gần sát với Indonesia, một trong những cường quốc mà sản xuất ure rất là lớn của thế giới. Đấy, thì việc đặt trực tiếp tại Indo này thì thứ nhất là tận dụng được cái nguồn ure đầu vào đấy, để sản xuất trực tiếp phân, rất là tốt. Đấy, và việc thứ hai là đặt tại một quốc gia Đông Nam Á chẳng hạn thì sẽ được hưởng những cái vấn đề về xuất khẩu. Đấy. Và đặt tại Brunei nữa thì là một quốc gia trung lập đấy, và nó được hưởng rất nhiều những cái liên quan đến xuất khẩu ấy. Nếu các bạn nào ở trong lĩnh vực xuất khẩu thì các bạn có thể hiểu được đấy. Từ Brunei vận chuyển cảng đi các nước khác nó rất là thuận lợi đấy, và việc bổ sung một cái dây chuyền, một cái line để sản xuất phân ure nó cũng hỗ trợ cho DCM trong cái việc mà giai đoạn tới thì họ sẽ đưa máy móc vào bảo trì mà nó vẫn giữ nguyên được cái công suất đi ngang và thậm chí là còn đi lên. Đấy, thêm vào nữa là cái giá phân đầu ra. Đấy, các bạn nhìn thấy này, Agricultural Rate này, Ure 2021 0713 nó đã tăng lên một cái nền giá mới 12,11% so với cái mức giá vào đầu tháng 9. Các bạn nhìn thấy tăng rất là khủng khiếp, tăng hơn như rất là nhiều so với giai đoạn trước. Giai đoạn trước thì tăng chỉ 4% so với nền giá chung, bây giờ đã tăng lên 12,11% rồi. Đấy. Và các bạn nếu mà theo dõi các kênh thời sự ở Việt Nam ấy, thì nhìn thấy là cái giá phân bón phân ure bón cho cây ấy,
cho lúa thì cái giá này nó đang tăng rất là nhiều. Đấy, hiện tại thì đã tăng hơn 20% so với cuối tháng 9. Tăng hơn 20% so với thời điểm cuối tháng 9. Và theo dõi những cái diễn biến chung của các mặt hàng hàng hóa tương lai thì nhận ra rằng là những cái sản phẩm về oil này, những nguyên liệu thô về oil này, dầu Brent này, hay natural gas của nó sau khi mà đã gọi là hấp thụ đủ những tin xấu của Nga, hiện tại thì nó cũng đã cho thấy là một cái dấu hiệu tăng lên khi mà nhu cầu về năng lượng, nhu cầu về sưởi ấm của người dân ở những cái nước Bắc Cực đấy, những cái nước vùng ôn đới mà họ chịu cái lạnh, bị ảnh hưởng bởi cái lạnh và sưởi bằng nhiệt ấy, thì cái mặt hàng về nguyên liệu đốt của người ta ấy sẽ không thể nào mà bị nhu cầu bị giảm đi được đấy. Và mình nhận thấy rằng hiện tại thì qua rất nhiều đài báo phân tích, giai đoạn này là giai đoạn tất cả các nước đang gom hàng, Trung Quốc cũng gom hàng, châu Âu cũng gom hàng. Tại vì những cái lịch sử của Mỹ giai đoạn trước hay châu Âu giai đoạn trước, họ đã chịu những cái tác động rất mạnh từ thiên nhiên. Năm ngoái là Mỹ là hiện tượng siêu lạnh của băng Texas nhé. Thì tránh vết xe đổ này thì Mỹ của họ cũng đang gom những lượng khí đốt rất nhiều và họ đang nhập khẩu rất nhiều từ Trung Đông. Đấy. Nhiên liệu khí đốt từ Trung Đông để chuyển về. Và châu Âu thì phụ thuộc khá nhiều vào Nga. À, tuy nhiên thì giai đoạn này thì họ cũng đang phải gom hàng. Đấy. Trung Quốc cũng vậy, cũng đang phụ thuộc vào Nga và cũng đang phải gom hàng. Vì thế thì trong ngày 1, ngày 2 thì cái vấn đề về khí đốt không thể giải quyết sớm hay muộn được. Ok, thì mình sẽ tư vấn các bạn trực tiếp về những cái mã cổ phiếu tăng trưởng trong ngày hôm nay nhé, để các bạn có được một góc nhìn nó thực sự là khách quan cho những cái dòng cổ phiếu mà nó đang tăng trưởng, để mọi người đưa ra những nhận định. Nhóm ngành thép thì mình cũng đã vừa phân tích, thì Hòa Phát giai đoạn này thì nó là một trong những cổ phiếu rất là khỏe và hấp thụ được cái dòng tiền rất là mạnh. Thứ nhất là đầu tư công, thứ hai là thép xuất khẩu phục vụ sản xuất, đầu tư công tại các nước Mỹ và châu Âu. Đấy. Đấy, chính vì thế mà Hòa Phát đang được rất nhiều sự quan tâm của khối nhà tự doanh và khối nhà đầu tư cá nhân. Dầu thì giai đoạn này thì mình đánh giá là có những cổ phiếu mà nó thiên về đầu đầu tư ấy, phần là đầu tư và nó có cơ bản khá tốt là con BVD này và con BVS đấy. Thì BVD thì mình đã tư vấn từ những nền giá nó khoảng 22 và target của nó khoảng 30, với cái lượng gọi là giá dầu đang tăng rất là mạnh và càng ngày càng khan hiếm về đến cuối năm ấy, thì con BVD này là một trong những cổ phiếu mà mình thấy là nó đầu tư khá là tốt. Đấy. BVB thì ăn giữa hai con sóng, một làn sóng về vận tải biển đấy, bên BVB này thực ra là họ cũng đang cho thuê tàu rời để vận chuyển nhé. Và thứ hai là BBB cũng có đội tàu chở dầu ấy, thì cũng là một trong những cổ phiếu mà ăn giữa hai sóng. Thì mình đánh khi mà mình đầu cơ ấy, thì mình hay chọn những cổ phiếu mà nó thuần là có một hai con sóng đi cùng nhau ấy, thì sẽ an toàn hơn. Để ví dụ như là chẳng may giá dầu giảm mạnh chẳng hạn thì sẽ vẫn còn những cái con sóng khác nó sẽ đỡ được cái giá cho cổ phiếu. Đấy. Đầu cơ thì mình hay chọn kiểu như vậy. Nhóm ngành về điện thì hôm nay có những cổ phiếu mà như BCG, đây là một cổ phiếu rất tốt, cái dự báo có tài chính quý 3 nó sẽ rất là khỏe đấy, vì thế thì nó cũng đã tăng điểm rất là nhiều phiên gần đây. Đây là một cổ phiếu mà mình nghĩ là đáng lưu ý, rất đáng lưu ý sau khi mà cái kỹ thuật của nó thì đã break khỏi cái đỉnh cũ gần đây nhất rồi đấy, và nó sẽ đi ngang này. Đi ngang này là giai đoạn các bạn có thể gia tăng này, và các bạn có thể là canh thị trường chỉnh để gom vào giá tốt hơn. Đấy là những cái góp ý của mình. Ngoài ra thì có con BC1 và TV2. Đấy. TV2 thì cũng có thể mua được. BC1 cũng vậy. BC1 cũng vậy, mua để gia tăng thêm.
Đấy, nhóm ngành phân bón thì hiện tại có những cổ phiếu là BPM này và DCM là những cổ phiếu mà nó thiên về nhóm ngành phân ure. Thì hiện tại thì như mình quan sát và đánh giá thì DCM đang khỏe hơn BPM. Đấy, nhất là về kỹ thuật DCM đã break khỏi đỉnh cũ rồi. Thứ hai nữa về những cái vĩ mô. Đấy, thì thằng nào giai đoạn này thì xuất khẩu phân ure thì sẽ là có lợi hơn. Đấy, thì DCM thì vì sao mà Tây họ thích gom vào như vậy, những cái lý do mình đã phân tích từ trước. DPM thì thuần nó là bán hàng nội địa, chính vì thế thì cái sức hút của nó sẽ giảm dần. Và thêm nữa, giai đoạn trước quý 3 ấy, thì DPM cũng đã tăng nóng hơn rất nhiều so với DCM rồi, nên chính vì thế mà đoạn này thì đấy, thì đoạn này thì nó tích lũy và nó chưa có một câu chuyện nào quá xuất sắc ngoài cái báo cáo tài chính quý 3 của nó sẽ có đột biến, sẽ có tăng trưởng tốt. Đấy, thì nó chưa có câu chuyện nào thêm. Còn DGC thì đoạn này thì mình vẫn đánh giá là hoàn toàn có thể mua vào được, cái vùng giá 150 của nó đang tích nền khá chặt và chờ những cái phiên tới khi mà có thể là Tây họ đã rũ hàng hết rồi thì nó cũng sẽ phi lên. Đấy, về kỹ thuật của nó sẽ đang tạo một cái mô hình ngay đáy. Đấy, mô hình ngay đáy và khả năng là phi đấy. Giai đoạn tới là rất tốt, ví dụ như là một hay hai phiên nữa có thể nó sẽ phi đấy, phi rất là khỏe và đoạn nhịp này của nó là hoàn toàn có thể chạm được 180. Nhóm ngành về ngân hàng thì hôm nay có một sự bứt tốc rất là tốt. Thì đoạn này thì nếu mà các bạn muốn lướt ngân hàng thì mình nghĩ là có thể là lướt từ Phong Banh. Đây là một cổ phiếu mà mình nghĩ là nó sẽ có tăng trưởng rất tốt quý 3 vừa rồi, như là tăng trưởng đến 90% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Đấy, thêm lưới hệ sinh thái của FPT nữa thì thành ra là được những cái khối nhà đầu tư nước ngoài họ đánh giá rất là cao về cái phần gọi là digital, công nghệ số ấy. Đấy. Thứ hai là cái chuyển đổi về công nghệ thì nó giúp cho cái việc mà tối ưu được cái nhân sự đấy, của Tiền Phong Banh rất là tốt và nó giảm thiểu rất nhiều chi phí cố định đi. Đây là một trong những cái đánh giá rất tốt của công ty Phong Banh này. Hơn nữa là cái nợ xấu, nợ vay của Tiền Phong Banh cũng là một trong những ngân hàng mà mình đánh giá là nợ xấu của nó là không có nhiều. Đấy, và nó xử lý những cái nợ xấu cũng khá là tốt. Còn những cổ phiếu khác thì con MSB thì giá hiện tại cũng khá là rẻ. Đấy, tuy nhiên thì mình không đặt quá nhiều kỳ vọng vào nhóm ngành banh. Đấy. Còn nhóm ngành dệt may thì hiện tại có cổ phiếu NDT thì tăng rất là tốt đây. Đây là một trong cổ phiếu về tăng trưởng mình đánh giá là cũng khá tốt. Nó cũng là một trong cổ phiếu có cả rẻ sợi đó. Hôm nay thì đánh giá là một cái phiên bị chỉnh đối với ngành may mặc. Thực ra là nó ngành may mặc là đang xu hướng là đi ngang ấy. Cũng chưa phải là xấu. Đấy. Chưa phải là xấu. Và nó tích như này thì đến giai đoạn mà thị trường có điều chỉnh thì nó sẽ khả năng là giữ lại dòng tiền tốt hơn so với lại cổ phiếu khác. Thì nhóm dệt may cứ tạm thời quan sát đã. Cái nhóm ngành dòng chứng khoán hôm nay cũng có những cái bước tăng trưởng, tăng điểm rất đẹp đây. Con EVS hôm nay có một cái nhịp tăng rất là khỏe. Đấy, bật đến 7,57% đây. Đấy. Và ngoài ra những cái cổ phiếu như TVS này, BSI này cũng đều có sự tăng trưởng tốt. BSI giai đoạn này cũng tăng rất là khỏe đây. Đấy. Thì có FTS giai đoạn này thì mình nghĩ là nó đang chỉnh tại cái đỉnh mới của nó, chỉnh tại cái đỉnh mới của nó, hoặc là nó sẽ gọi là điều chỉnh tạm thời trong cái vùng biên độ hẹp tầm giá 61 đến 63 của nó trước khi đi lên những tầm cao mới. Tại vì đây là một trong những cổ phiếu mà có tăng trưởng rất tốt đối với nhóm ngành chứng khoán. Đấy, quý 3 vừa rồi thì nó ăn lãi thì mảng tự doanh con máy sông Hồng rất là tốt, cộng với lại cái thị phần môi giới của FTS nó cũng giữ được một cái thị phần rất chắc. Đấy, và đảm bảo cho cái việc mà cho vay margin nó được một cách liên tục, diễn ra một cách liên tục. Thì đây là một trong những cổ phiếu về dòng chứng khoán mình cũng tư vấn thường xuyên ở trên các clip. Đấy, từ nền giá 55 hiện tại thì cũng ăn được 6 7 giá rồi. Thì các bạn nếu mà muốn gia tăng hoặc là mua thêm mới thì có thể là cân nhắc. Đấy.
Nếu mà nó chỉnh về tầm 61 mua ở đẹp, còn không thì cứ mua dần để quan sát, không sao cả. Vận tải không cũng đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi nhé, các bạn được quan tâm. Và nữa là nhóm ngành về đường, quý 3 này và quý 4 nó sẽ có những cái gọi là lợi nhuận tốt, tại vì giá đường của thế giới đang tăng rất là mạnh. Đấy. Giá khí đốt hôm nay có sự điều chỉnh, mặc dù gas nó vẫn giữ được sắc xanh, tuy nhiên là những cái cổ phiếu khác thì đang có sự điều chỉnh rất là mạnh. Đấy. Hiện tại thì dòng tiền mình nghĩ là cũng chưa thể rút ra được những nhóm ngành này, nó rất là tiềm năng giai đoạn quý 4. Thì các bạn có thể là cứ giữ hàng để chờ đợi những cái cơ hội để gia tăng. Đấy. Nhóm này mình nghĩ là cũng là rất tốt giai đoạn quý 4. Còn bất động sản thì có những cái cổ phiếu mà vào sóng, ví dụ như EPG, mình đã tư vấn cho các bạn từ rất lâu rồi, từ cái nền giá tầm 30, 40 thì mình tư vấn rất là mạnh. Ở giai đoạn này nó đã tăng đến nền giá 61 rồi. Đây là một trong những mặt siêu cổ. Mình nghĩ là nó tăng rất là đẹp. Đấy, tăng trưởng liên tục. Và nếu như mà định giá DPG đấy, theo những giá trị thật của nó thì có thể là nó sẽ đạt từ 7x đến 8x từ giờ đến cuối năm. Đấy, và với nhịp đánh này mình hoàn toàn nghĩ là nó sẽ đạt được những cái nền giá như vậy. Nữa là cổ phiếu Nam Từ Liêm. Đấy, cũng rất đẹp. Đây là cổ phiếu mà khi mà dự án bãi muối của nó mà đưa vào bán hàng thì con này bán xong hoàn toàn x2 được, tại vì cái giá vốn của nhà Từ Liêm mua vào thời điểm từ lâu rồi ấy, thì giá vốn rẻ. Thêm nữa là cái nền giá của đất Hạ Long ấy thì nó đang tăng rất là nhiều, và cái sản phẩm bất động sản của phát triển đô thị Từ Liêm này nó được đánh giá rất cao, và dự án bãi muối là một trong những dự án trọng điểm của Hạ Long. Đấy. Các bạn quan tâm đến con Nam Từ Liêm này có thể là tham khảo để mua nhé. Đấy. Con này mua giữ sang năm mình nghĩ rất là ổn, mua làm nắm giữ dài. Còn nếu mà thị trường chẳng may diễn biến xấu thì các bạn có thể cắt tạm, đấy, cắt lót 5% và sẽ theo dõi con này một cách thường xuyên. Đấy, cũng rất tốt. Nhóm cảng biển thì hôm nay ngoài một số cổ phiếu về vận tải rời như VNA này hay hậu cần đang giữ được một cái trend tăng, thì những cái cổ phiếu khác thì cũng đang có sự điều chỉnh. Mình nghĩ là giai đoạn này thì những cổ phiếu mà nên đầu tư là con Kemanep này, giá 51 là các bạn có thể mua mới, có thể mua mới và hướng đến giá 60. HAH thì hiện tại thì nó cũng tăng quá nóng rồi, mình cũng không đề cập đến HAH nữa. Đấy. Kemanep đoạn này là khỏe để các bạn có thể là gia nhập mua mới. Ok, thì cái phiên review thị trường chứng khoán Việt Nam ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng lại tại đây. Thì chúc mọi người có một buổi tối ngày 11 tháng 10 2021 thì nhiều niềm vui, và có một phiên giao dịch ngày 12 tháng 10 2021 thì thật là hiệu quả, và luôn đặt cái cẩn trọng ở trên hết. Thì với một cái thị trường tăng nóng như này thì mọi người nên kiểm soát rủi ro, tránh mua đuổi. Đấy. Ok, chào mọi người.